học sinh lớp 2 bị xe bán tải đâm tử vong tại sân trường. Vụ sập nhà điều hành thủy điện ở Lào Cai tìm thấy thêm 5 thi thể. Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 4. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình, ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 16 tháng 9, cơ quan chức năng huyện Cà Búc, Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ việc phụ huynh lái xe ô tô vào sân trường, vô tình cán tử vong một học sinh. Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Sin, huyện Cà Búc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Xin, huyện Cà Đông Búc, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ xe bán tải lùi bất cẩn khiến một học sinh lớp 2 thiệt mạng. Thời điểm trên, anh LVN, 34 tuổi, ngụ xã Ea Xin, điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát 47C348XX đưa con đi học. Lúc này do trời mưa nên anh N chạy xe vào trong sân trường để cho con xuống chiếc xe này đã tông vào cháu hát 7 tuổi hiện đang học lớp 2 của trường khiến cháu tử vong tại chỗ nhận được tin báo cơ quan chức năng huyện Cà Búc có mặt kiểm tra hiện trường điều tra để làm rõ nguyên nhân hiện anh N đang làm việc tại cơ quan điều tra nhân chứng cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn anh N đưa con đi học do trời mưa nên anh điều khiển xe chở con chạy vào trong sân trường gia đình cháu hát thuộc diện hộ nghèo tại địa phương sau khi xảy ra sự việc mọi người đã vận động kêu gọi để hỗ trợ chi phí cho gia đình nạn nhân. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sẽ diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, sau nhiều ngày nỗ lực đưa máy móc, thiết bị, huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, đến sáng 15 tháng 9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy những nạn nhân bị mất tích tại khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, nậm lúc. Như vậy là hiện 5 người mất tích trong vụ sạt lở đất dẫn đến sập khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á nậm lúc đã được tìm thấy toàn bộ. Trên địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà vẫn còn 8 nạn nhân trong vụ sạt lở đất khiến 18 người chết, mất tích. Tại thôn Nậm Tông vẫn chưa được tìm thấy. Ngày 10 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở lớn tại khu vực xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, làm vùi lấp nhà điều hành nhà máy thủy điện Đông Nam Á, khiến 5 người mất tích và nhiều người bị thương. Mới đây, công an thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận cho biết đã di lý Lê Hoàng Tính 44 tuổi từ đảo Phú Quốc Kiên Giang về Bình Thuận sau gần 15 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ từ tháng 12 năm 2009 cho đến tháng 2 năm 2010, Nguyễn Văn Sáng sinh năm 1981, trú tại xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa, nhiều lần phá khóa cửa đột nhập vào nhà dân trộm cắp xe mô tô ở thành phố Phan Thiết. Công an Phan Thiết đã điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Sáng về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Sáng khai xe mô tô trộm cắp được đều bán cho Lê Hoàng Tính, chú xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù biết xe gian nhưng Tính vẫn mua của Sáng 3 xe mô tô các loại, rồi gắn biển số giả bán cho người khác để kiếm lời. Đến ngày 13 tháng 7 năm 2010, biết đang bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Tính bỏ trốn khỏi địa phương công an Phan Thiết ra lệnh truy nã tính trên toàn quốc. Trước thủ đoạn xảo quyệt nhiều lần thay đổi nơi lẩn trốn và thay đổi tên gọi của đối tượng Lê Hoàng Tính, các trinh sát công an thành phố Phan Thiết kiên trì và không ngừng nỗ lực thu thập thông tin, xác định manh mối của đối tượng sau khi đến nhà một người quen tại ấp Phú Long B, xã Phú Cuối, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, một thời gian sau đó tiếp tục di chuyển đến huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang để thuê nhà trọ và làm thuê cho một cơ sở sản xuất bánh mì. Trong suốt thời gian trên, đối tượng sử dụng tên giả là Lê Hoàng Tín thay cho Lê Hoàng Tính. Ngày 14 tháng 9 năm 2024, Công an Phan Thiết cử một tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Phú Quốc khống chế bắt giữ thành công khi Tính đang trên đường đi giao bánh mì cho khách, kết thúc gần 15 năm trốn truy nã. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Toàn, 31 tuổi, ngụ phường Bửu Long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó ngày 8 tháng 9, ông Bùi Văn Hải 55 tuổi và anh Nguyễn Hữu Thảo cùng là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn tại một hộ dân trên địa bàn. Cả hai đến hiện trường để hòa giải các bên liên quan. Tuy nhiên, sau khi giảng hòa xong, trên đường về nhà, ông Hải bất ngờ bị thanh niên tên Toàn điều khiển xe máy áp sát, dùng vật nhọn đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực. Sau đó, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều. Nhận tin báo, đại tá Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên ông Hải, đề nghị các bác sĩ tập trung chữa trị cho nạn nhân. Đến ngày 13 tháng 9, nghi can toàn đến công an phường Tân Phong Đầu Thú và khai nhận hành vi phạm tội. Chiều ngày 14 tháng 9, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, có đối tượng đã giả giọng rất giống ông để gọi điện nhờ người thân đồng nghiệp chuyển tiền. Sau khi có người thông báo, ông Chín đã chia sẻ thông tin lên trang cá nhân để cảnh báo mọi người lưu ý, cảnh giác. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trước đó đơn vị ghi nhận thông tin phản ánh, có đối tượng sử dụng số thuê bao di động gọi điện thoại cho một số cán bộ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo thông tin từ công an, người này gọi điện cho một cán bộ lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng và tự xưng là lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Đối tượng thông báo rằng tỉnh ủy Bình Dương đang tổ chức một chương trình từ thiện phát quà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng. Người này nhờ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí thuê xe chở các phần quà từ Bình Dương đến địa bàn một huyện của tỉnh Lâm Đồng với số tiền là 8,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền chuyển khoản, đối tượng đã cắt đứt liên lạc. Theo đại diện công an tỉnh Bình Dương, thời gian qua với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã sử dụng số thuê bao điện thoại di động giả danh lãnh đạo tỉnh Bình Dương để nhắn tin yêu cầu một số cán bộ lãnh đạo trong tỉnh chuyển tiền. Hiện nay các đối tượng trên đang liên tục điện thoại cho lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước và các sở ban ngành để thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó phổ biến nhất là gọi điện thoại hỏi mượn tiền và tổ chức chương trình từ thiện đề nghị hỗ trợ hoặc huy động kinh phí từ người dân và cơ quan chính quyền của các tỉnh thành khác để phòng ngừa công an tỉnh bình dương khuyến cáo khi nhận được cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là lãnh đạo tỉnh bình dương công an đề nghị người nhận cuộc gọi xác minh lại thông tin và không thực hiện việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo khi xảy ra các sự việc như trên công an đề nghị các nạn nhân thông báo cung cấp ngay thông tin cho phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương để truy xét xử lý Đầu tuần trước, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trong tình trạng no nước do trải qua hai ngày mưa liên tục mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Lo lắng cho người dân, trưởng thôn Ma Sao Chứ, sinh năm 1991, huy động vài thanh niên cùng lên núi kiểm tra, phát hiện quả đồi phía sau thôn có vết sạt lở khoảng 20cm. Anh Chứ lập tức huy động mọi người tìm nơi cao giáo, an toàn để lập lán chạy, sơ tán người dân. Quyết định táo bạo sáng suốt của anh Chứ đã cứu sống toàn bộ 115 người dân của thôn Kho Vàng chỉ sau một ngày. Tất cả 17 nhà dân bị đất đá sạt lở vùi lấp. Ở nơi lán trại không có tín hiệu để liên lạc với bên ngoài. Vì thế đã có lúc chính quyền xã tưởng chừng 115 người dân thôn Kho Vàng mất tích cho đến khi tìm được họ sau hai ngày leo rừng vượt suối. Về hành trình tìm kiếm 115 người dân thôn Kho Vàng, ông Nguyễn Quốc Nghi, bí thư đảng ủy xã Cốc Lầu cho biết sau cơn bão số 3, trời đổ mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nhiều khu vực trong địa bàn xã, các tuyến đường giao thông quan trọng bị cắt đứt. Khu vực thôn Kho Vàng nằm ở địa hình hiểm trở xa xôi, dễ xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Nắm được tình hình này, chính quyền xã Cốc Lầu lập tổ công tác vào tận nơi tìm hiểu tình hình của người dân. Mọi nỗ lực của chính quyền được đền đáp khi tổ công tác xã Cốc Lầu tìm thấy toàn bộ 115 người dân thôn Kho Vàng đều an toàn tại khu lán trại cách bản làng cũ chừng 3 km. Anh Vạn Ngọc Thắng, thành viên tổ an ninh trật tự thôn Cốc Lầu, người đầu tiên tìm thấy khu lán trại này cho biết, trước đây anh thường theo bố và ông đi đánh cá tại khu vực rừng Vầu nên biết một con đường mòn trong rừng dẫn thẳng tới thôn Kho Vàng. Ngay sau khi nhớ ra con đường này, anh Thắng lập tức báo cho tổ công tác cùng men theo trong tiết trời mưa đường trơn trượt đến khi nghe thấy tiếng người dân rồi lại tận mắt nhìn thấy khu lán trại mà 115 người dân đang ở. Anh và các thành viên trong tổ tìm kiếm vỡ hòa hạnh phúc. Anh Thắng kể, đường đi không hề đơn giản, rất khó khăn, quãng đường 7 km nhưng sẽ phải đi mất gần 3 giờ đồng hồ, đường rất trơn trượt và nguy hiểm. Nếu các anh thấy bản thân chịu được thì hãy đi. Trải qua những ngày mưa kéo dài, mùi ẩm ướt bao trùm khu rừng vầu. Dưới chân chúng tôi là bùn đất nhão, mỗi bước đi đều phải cẩn thận và chắc chắn, nếu không có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Vượt qua khoảng chín quả đồi với gần 3 giờ di chuyển, mới bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu của con người sinh sống. Những báo củi được buộc chặt xếp gọn hai bên đường lác đác những chai nước và vài vỏ gói mì tôm vừa được sử dụng nghe thấy tiếng trẻ em cười nói vọng lại sau lùm cây một khu lán trại được sắp xếp hợp lý như bản làng thu nhỏ hiện ra trước mắt là khung cảnh người dân sinh hoạt bếp củi được nhóm khói ấm tỏa lên nghi ngút trẻ em của thôn làng dường như chưa biết chuyện gì vừa xảy ra nô tư vô đùa chạy nhảy tiếng cười nói vang cả cánh rừng từ khi được chính quyền tìm thấy mỗi ngày thanh niên và phụ nữ khỏe mạnh trong thôn sẽ cùng nhau vượt núi xuống dưới làng để lấy đồ cứu trợ lên, phục vụ cuộc sống tại lán trại. Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết, trong vụ sạt lở ở Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai, bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân đều trong tình trạng rất nguy kịch do hội chứng vùi lấp. Trường hợp nam bệnh nhân 31 tuổi, người dân tộc Tài đã tử vong vào ngày 14 tháng 9 do suy đa tạng. Còn bé gái 11 tuổi đang điều trị tại trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nặng. Để cứu tính mạng cháu, bệnh viện đã tổ chức hội trần toàn bệnh viện với chuyên gia tới từ Nhật Bản là giáo sư tiến sĩ Hashimoto để đưa ra các phương pháp tối ưu nhất cứu chữa bệnh nhi. Báo cáo tại cuộc hội trần, bác sĩ Nguyễn Công Khắc, công tác tại trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau 4 ngày được chuyển đến bệnh viện, tình trạng phù nề của bệnh nhân giảm, rối loạn đông máu giảm. Hiện bệnh nhân vẫn được an thần, thở máy Đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, nhưng vấn đề viêm phổi của cháu rất trầm trọng do ứ nước, hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét. Suốt 4 ngày rửa phổi, dịch từ người bệnh vẫn ra đục ngầu bùn cát. Cho đến hiện tại, nội soi phế quản có chảy máu, rất khó khăn trong việc làm sạch bùn đất ở phổi. Các chuyên gia cùng nhau bàn bạc đưa ra phương án tối ưu nhất cho bệnh nhân, như vỗ rung bằng áo chuyên dụng để giảm dị vật hô hấp, cố định thêm xương đòn phải gãy, theo dõi nội soi dạ dày bằng ống nhỏ để xác định dị vật trong bộ phận tiêu hóa. Tiếp tục theo dõi chấn thương gan, tăng cường cấy máu, xác định các vi khuẩn thường có trong môi trường đất bùn. Tại buổi hội trần, phó giáo sư Đào Xuân Cơ đã trực tiếp giao cho bác sĩ trực của các trung tâm, khoa phòng phối hợp chặt chẽ với trung tâm nhi khoa trong điều trị cho bệnh nhi. Giáo sư Hashimoto đánh giá cao nhận định của các chuyên gia bệnh viện Bạch Mai và lưu ý thêm làm các xét nghiệm về nấm. Theo giám đốc bệnh viện Bạch Mai, khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi ở với bà ngoại và cậu mợ tại làng Nủ. Gia đình có 4 người không qua khỏi. Hiện bố mẹ bệnh nhi đang ở bệnh viện theo sát quá trình điều trị. Do đó, ông cơ yêu cầu các phòng ban hậu cần hỗ trợ lo ăn uống, chỗ ở cho bố mẹ bệnh nhi. Thông tin từ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, ngày 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa chất các chuyên gia về địa chất, lãnh đạo một số sở ngành và thường trực huyện ủy Bảo Yên về việc xây dựng khu tái định cư cho dân làng Nủ. Sau khi nghiên cứu thảo luận, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã kết luận một số nội dung. Theo đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ đảm nhận việc thiết kế nhà sàn. Theo đại diện ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng các lãnh đạo tỉnh, chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu, thảo luận và đưa ra hai phương án lựa chọn khu tái định cư cho 37 hộ dân thôn làng Nủ. Phương án thứ nhất, lựa chọn xây khu tái định cư giữa cánh đồng, khoảng 3 ha. Tuy nhiên, sau khi đi thực địa cho thấy phương án này không an toàn vì địa hình khu vực thấp, hai dòng suối chảy quanh, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra, rất nguy hiểm. Phương án thứ hai, lựa chọn khu vực đồi sim, rộng khoảng 10 ha, có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước rộng rãi. Phương án này qua khảo sát thực địa thấy rất hợp lý và tính khả thi cao. Khu vực này cách chỗ sạt lở thôn Làng Nủ khoảng 2 km. Qua biểu quyết ý kiến nhân dân, bà con đã 100% ủng hộ phương án thứ hai. Ngoài ra, chính quyền cũng lựa chọn xây dựng nhà sàn cho người dân trong khu vực tái định cư. Việc này được toàn bộ bà con nhân dân biểu quyết tán thành, xây theo mẫu, kiến trúc truyền thống của người Tây. Về tiến độ thực hiện, ngay trong hôm nay 16 tháng 9, máy móc sẽ được huy động vào để triển khai đo đạc, quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng, thi công. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành khu tái định cư cho 40 hộ dân bị mất nhà trước ngày 31 tháng 12. Đêm qua và rạng sáng nay, ngày 16 tháng 9, Hà Nội đón một trận mưa rất lớn bao trùm thành phố, nhiều nơi mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, riêng Đông Anh mưa tới 234 mm. Lũ một số sông nội tỉnh của Hà Nội vẫn đang trên báo động 3, ngập lụt tại các vùng ven sông diễn biến phức tạp. Huyện Đông Anh đón trận mưa lớn nhất từ đầu mùa với lượng mưa lên tới 234mm tính đến 6 giờ sáng nay và vẫn tiếp tục sau đó. Thanh Xuân ghi nhận lượng mưa lên tới 154mm, Thanh Trì 114mm. Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đồng Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Hà Đông đều mưa lớn trên 100mm. Các khu vực khác của Hà Nội mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Đây là một trận mưa có cường độ rất cao. Trong thời gian ngắn, kết hợp với rông xét nhiều, làm phức tạp hơn tình hình ngập lụt vốn nghiêm trọng và kéo dài ở nhiều khu vực ven sông, ngoài đề các huyện ngoại thành Hà Nội. Lúc 6 giờ sáng nay, lũ trên sông Tích tại Kim Quan, Vĩnh Phúc vẫn trên báo động 3, lũ trên sông Đáy tại Ba Thá ở mức báo động 2, lũ trên sông Cà Lồ trên báo động 2 là 35cm, lũ trên sông Bùi trên báo động 3 tới 59cm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực ven sông Bùi ở huyện Trương Mỹ phải mất thêm 8 đến 10 ngày nữa mới có thể rút nước khu vực ven sông Tích cũng cần 5 đến 7 ngày để hết ngập lụt. Hạ lưu sông Cà Lô, sông Nhuệ mất thêm 2 đến 3 ngày. Ngoài ra, tại khu vực nội thành, trong sáng nay, mưa lớn vẫn tiếp tục với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm nên ngập lụt diện rộng sẽ xảy ra trên nhiều tuyến phố. Một số khu vực có thể ngập sâu 25 đến 30 cm, thậm chí sâu hơn. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lục địa tăng cường yếu. Từ hôm nay đến đêm mai 17 tháng 9, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Chiều ngày 15 tháng 9, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô khách và xe máy khiến hai vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 33 phút cùng ngày, anh LVT sinh năm 1988 trú tại thị xã Hoài Nhơn chở vợ là NTL sinh năm 1990 trú huyện Phú Cát bằng xe máy đi họp phụ huynh cho con. Khi đến km 4900 thuộc tuyến đường kết nối Đông Tây giao với đường Mai Xuân Thường, khu phố Tăng Long 2, phường Tam Quang Nam thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 00532 do tài xế Lê Văn Tới, sinh năm 1984, chú thị xã Hoài Nhơn lái. Vụ va chạm mạnh đã khiến hai vợ chồng anh Tê tử vong tại chỗ. Tại hiện trường vụ tai nạn, anh Tê cùng xe máy nằm kẹt dưới gầm của xe ô tô khách và bị kéo lê nhiều mét. Còn chị L nằm bất động trên đường, cách xe ô tô khách khoảng chục mét. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe ô tô khách không chú ý quan sát, không giảm tốc độ phù hợp tại đoạn đường có biển cảnh báo nguy hiểm, xe máy đi từ đường không ưu tiên không nhường đường cho xe trên đường ưu tiên. Theo hàng xóm của vợ chồng anh T và chị L chia sẻ, hoàn cảnh gia đình anh chị thuộc diện khó khăn. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến hai cháu nhỏ hiện đang học lớp 3 và lớp 1 mất cả cha lẫn mẹ. Tối 15 tháng 9, Trung tá Dương Ngọc Anh, Phó trưởng Công an huyện Nguyên Bình cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm hai thi thể trong vụ sạt lở đất cuốn xe khách và nhiều xe ô tô, xe máy xuống suối, làm hơn 30 người chết và mất tích tại xã Ca Thành vào ngày 9 tháng 9. Theo đó, ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy được một thi thể nạn nhân tại địa phận xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, một thi thể ở địa phận xã Ca Thành, cách điểm sạt lở khoảng 5 km. Trong ngày 15 tháng 9, mưa to đã khiến một số điểm trên địa bàn xã Ca Thành tiếp tục bị sạt lở. Lực lượng chức năng đã chủ động khuyến cáo di rời những hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Theo lãnh đạo Công an huyện Nguyên Bình, 6 ngày qua đơn vị đã huy động lực lượng tối đa để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Xác định vụ sạt lở đã đẩy người phương tiện xuống suối nên lực lượng chức năng đi bộ dọc suối để tìm kiếm. Đến nay theo thống kê, vụ sạt lở tại Khủi Ngoạ làm 32 người chết, 2 người mất tích. Việc tìm kiếm nạn nhân vẫn đang diễn ra. Trước đó vào sáng mùng 9 tháng 9, ô tô chở khách 29 chỗ, chở khoảng 15 người lưu thông trên quốc lộ 34 theo hướng từ huyện Bảo Lâm đi thành phố Cao Bằng thì gặp nạn tại khuổi ngoạ. Chiếc xe bị đất đá từ trên đỉnh đồi sạt xuống vùi lấp, sau đó tiếp tục bị cuốn trôi theo dòng suối ven đường. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện xe khách cách hiện trường hơn 1 km. Chiếc xe bị vò nát, nhiều bộ phận bị tách rời. Ngoài xe khách, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện hai ô tô 5 chỗ, khoảng 10 xe máy bị vùi lấp, cuốn trôi. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Lúc 10 giờ ngày 16 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ vĩ Bắc, 124,4 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía tây đảo Lưu Dông di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km/h và đi vào biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Lúc 10 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông nam, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20 km/h, mạnh lên thành bão số 4 trong năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực bắc biển Đông mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét các chuyên gia nhận định đây sẽ là cơn bão có diễn biến rất phức tạp về đường đi và cường độ. Do sự chi phối của nhiều yếu tố, cần liên tục cập nhật các bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Báo Thanh Hóa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!